Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trên kênh của chúng tôi Đại Nhật ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đang có mặt ở tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà bác Cảnh. Bên này là một tấm tranh đồng quê, một tấm tranh đồng quê của công ty Kim Lên. Và bên này là một tấm tranh gốc mình bằng chất liệu ở gỗ mun. Cả hai sản phẩm thì đều được bác đặt ở cơ sở bên em từ lúc 1. Và ngày hôm nay thì theo như thỏa thuận, cơ sở bên em đã đến bàn giao cho gia đình. Và đây là sản phẩm mà sau khi treo trong cái không gian phòng khách rất là đẹp của gia đình ạ. Và mời các bác đi cùng cơ sở bên em đi vào tận cảnh chi tiết để chúng ta có thể cùng ngắm kỹ hơn về những cái sản phẩm ngày hôm nay cơ sở bên em đến bàn giao cho gia đình nhà bác nhé. Xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của hai sản phẩm mà ngày hôm nay cơ sở bên em đến bàn giao cho gia đình nhà bác. Thật ra thì với những cái sản phẩm này thì các bác có thời gian thì các bác có thể ngắm thực tế trực tiếp bên ngoài, nó sẽ đẹp hơn coi video quay rất là nhiều. Ở trên video thì màu sắc nó hơi bị gọi là hơi bị thâm một chút các bác ạ, nhìn thực tế màu bên ngoài nó sẽ đẹp hơn các bác nhé. Tấm tranh đồng quê này thì được bác đặt của cơ sở bên em với kích thước tổng phủ bì chiều dài là 2m57, chiều cao là 1m17, ván tranh sẻ là dày 12 phân. Thì như các bác có thể thấy thì tấm này của cơ sở bên em được làm trên nền chất liệu là gỗ gõ, và với cái phần khung bên ngoài thì được bác đặt là được làm bằng chất liệu là gỗ hương đá các bác ạ. Còn tấm đốc lịch bên này thì là bằng gỗ mun. Thì mời các bác là cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh chi tiết. Đây là một cái tấm tranh đục về chủ đề về đồng quê làng quê, với cái cảnh là các bác nhìn thấy là nó đục về cái chủ đề về làng quê rất là xưa. Với hình ảnh của như các bác thấy ở bên này chính là hình ảnh của mái nhà tranh vách đất này các bác nhìn này. Đấy, những cái mái nhà tranh được lợp những cái lá này, những cái hình ảnh mà vô cùng là quen thuộc. Ở xung quanh ở cái khung phần sân của bức tranh thì các bác sẽ thấy là hình ảnh của một cây cao. Cây cao bên cạnh là cây chuối, tức là những cái hình ảnh mà vô cùng là quen thuộc, gần gũi và rất là gắn bó với làng quê của Việt Nam, đúng không ạ? Bên dưới thì các bác sẽ thấy là những cái cảnh mà lao động và sinh hoạt của người dân. Ở đây thì sẽ thấy hình ảnh của thứ nhất là đây là hình ảnh của lao động này các bác này. Các bà, các mẹ, các bố là đang đẩy cái hình ảnh với xe, đang đẩy ấp những cái đồ bên trong, đúng không ạ? Tiếp tục bên này thì các bác sẽ thấy là hình ảnh của một em nhỏ là ngồi chăn trâu, thổi sáo ạ. Những cái hình ảnh mà các bác có thể thấy là nó cực kỳ là gần gũi các bác ạ. Góc màn hình bên này thì các bác có thể bắt gặp là hình ảnh của một cây đa và những cái chiếc cổng làng. Thật ra thì nếu mà các bác để ý thì cái cổng làng này các bác sẽ thấy nó sẽ khá là quen thuộc. Vì thực tế thì đây sẽ là hình ảnh của cổng làng mà được cơ sở bên em lấy ý tưởng từ những cái cổng làng thực tế để cho vào bức tranh. Thì các bác có thể thấy này, khi mà các bác nhìn gần thì các bác sẽ thấy là từng những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là những cái bờ tường cũ này được cơ sở bên em chạm tỉa là lộ gạch. Đấy, các bác hình dung là nó lộ một chút thôi. Đấy, nhìn nó rất là thật. Đây các bác cùng ngắm này. Ở bên cạnh thì là một cái cây đa nó cực kỳ già các bác ạ. Này, từ phần gốc, phần thân, phần rễ này, nó rất là già, rất là sần. Các bác có thể cùng ngắm nhé. Đây, toàn bộ các phần cành thì đều được cơ sở bên em là đục kênh bong moi móc hết ạ. Thật ra thì nếu mà có thời gian tấm này các bác nhìn thực tế bên ngoài nó sẽ đẹp hơn coi video quay rất là nhiều các bác ạ. Và tiếp tục là cái góc màn hình, đây là một cái góc màn hình mà em muốn quay cho các bác. Đây là một cái góc màn hình mà cá nhân của em Phương Anh rất là thích. Các bác có thể thấy là cái cảnh của các bác nó tạo ra một cái chiều sâu nó rất là đẹp. Bên góc màn dưới này, bên góc dưới của màn hình thì các bác sẽ thấy là một cái cây cầu. Đây, các bác nhìn từ kết cấu, từ phần đục cây cầu nhìn nó rất là thật. Tạo ra một cái cảnh mà các bác hình dung là nó là một cái không gian 3D nó rất là đẹp các bác này. Bên trên thì có hình ảnh của hai vợ chồng của một bác nông dân là đang đẩy những cái bao thấp thóc. Ở góc màn hình bên này thì các bác sẽ thấy là hình ảnh của một cái chòi nước, chòi ở trên cái hồ nước. Các bác nhìn, tức là mỗi chi tiết của mình nó đều được đục tỉa nó rất là thật các bác ơi. Nếu mà có thời gian thì tấm này các bác ngắm thực tế nó đẹp hơn cả video quay nữa. Các bác có thể cùng ngắm nhé. Đây là tổng thể của bức tranh ạ. Còn góc màn hình bên này thì bác có lựa chọn là một chiếc đốc lịch gỗ mun, hàng được đục tay thủ công. Tấm này thì được cơ sở bên em đục với cái độ dày của ván đục nó lên đến là 9 phân. Và đặc biệt thì cái tấm này của bác thì lựa chọn được cái khổ gỗ, cái cục gỗ nó rất là đẹp. Từ vân veo đến cái đường nét đục tỉa các bác ạ. Các bác cùng ngắm chi tiết này. Cả hai sản phẩm thì đã đều được hoàn thiện và treo lắp trong cái không gian phòng khách rất là đẹp của gia đình. Thì như các bác thấy ở đây thì bác có rất là nhiều những cái sản phẩm đồ gỗ. Vâng, bác là một người rất là đam mê những cái sản phẩm đồ gỗ các bác ạ. Bác Cảnh có cho cháu xin nhận xét không bác Cảnh? Thôi. Dạ vâng.
Vâng. Dạ vâng. Và mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3.9 3.7 hoặc là một số nữa đó là 0902229 3777. Cả hai số này thì em đều có dùng Zalo các bác nhé. Và rất là mong nếu có thời gian thì các bác có thể về trực tiếp cơ sở để thăm ngắm sản phẩm trực tiếp ạ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bác. Xin cảm ơn ạ.